Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh nha. Bữa nay là chiều thứ năm, Bắc Mỹ Mountain Time. Bây giờ mình chuẩn bị mình chuẩn bị cho ngày mai nha. Ngày mai mình ra khơi nha. Cuộc sống của mình chỉ có vậy thôi. Nhưng mà vui chơi thì không bao giờ quên nhiệm vụ à. Ngày mai là mình căng bườm ra khơi. Cuộc đời chỉ có thế thôi. Bôn ba nó trước người, mình phải biết hưởng thụ chứ. Chứ đâu phải giống như mấy cái đám chống cộng tối ngày lên mạng toàn là thùng rỗng kêu to. Để mấy tháng là mấy rửa này, mai là ta bến. Còn gì bằng á. Mai mà thuận buồm xuôi gió là mình chạy về tới Việt Nam luôn á. Đấy. Mai thuận buồm xuôi gió là mình quất tới Việt Nam luôn. Có ai muốn lên gì ta? Chứ có ai vậy? Ai muốn lên gì cả? Sống vậy thôi các bạn. Ở xứ người làm vui chơi, mình hướng về quê hương tổ quốc. Đấy. Wow. My goodness. Chàng vô tới trong này. Wow. My. Chàng trong này mấy ta? Bị ngạt cái lỗ trong kia rồi. Cái này lái về tới Việt Nam luôn rồi nha. Chắc gì ghét không? Cái nào chắc gì? Chắc là giá tao chắc đi.
Hello, chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Come on, boy. Come on, boy. Huh? Come on, boy. Come on. Hey boy, no, get out. Come on, get out.